Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Minh Hải Official. Hôm nay là một phiên thị trường có một nhịp up cực kỳ mạnh vào cuối phiên, đặc biệt là ông trong ATC khiến nhiều người trở tay không kịp với rất nhiều cổ phiếu hot và thu hút dòng tiền trong thời gian gần đây, như là bất động sản, chứng khoán hay thậm chí rằng là thép đều sàn hàng loạt. Thì với một phiên như ngày hôm nay, chắc chắn rằng thị trường đã bắt đầu đánh dấu sắp sửa làm một vòng mới và khả năng rất cao là chúng ta sẽ phải bán sạch cổ phiếu ở trong thời gian tới. Thì VO ngày hôm nay chủ yếu Hải muốn chia sẻ cho chúng ta cái điểm để chị chúng ta có thể canh và chúng ta bán cổ phiếu ở trong một vài phiên tới, cũng như anh chị nào chúng ta muốn bắt đáy á, chúng ta cũng có thể xem và chúng ta view cho mình một cái điểm để sau này chúng ta bắt đáy một cách tốt nhất để tránh cái việc là chúng ta bắt đáy quá sớm. Thì trước khi chúng ta bắt đầu video, chúng ta có thể cho Hải một cái nút like cũng như một cái nút đăng ký kênh nếu mà chúng ta chưa đăng ký. Ngoài ra chúng ta cũng có thể tham gia vào cái room Zalo mà Hải có ghim ở bên dưới mô tả mỗi video, thì Hải sẽ tư vấn và sẽ khuyến nghị ở trong này. Thật ra thì về cái rủi ro của thị trường á, thì Hải đã có chia sẻ với chúng ta rất là nhiều lần rồi ở trong những cái video gần đây. Đặc biệt là về cái video cuối tuần vừa rồi á, Hải có nhắc về cái việc là cái bẫy lớn trong tuần sau. Thì Hải chia sẻ rất là kỹ về cái việc là thị trường nó cứ giữ mãi cái vùng giá 1.100 cho tới 1.130 mà mãi nó không vượt á, thì bắt đầu rủi ro nó sẽ xảy ra. Thì không chỉ video đó, video về việc là gì rủi ro dần hiện hữu nè, hay là cái video ngày hôm qua, mặc dù là Hải có khuyến nghị mua cổ phiếu Kinh Bắc, nhưng mà Hải vẫn nhắc rất rõ ràng là anh chị chúng ta phải lưu ý cái rủi ro của thị trường. Nếu mà có cứ tiếp tục giữ cái vùng này á, thì sẽ rất tệ. Đặc biệt là ngày hôm qua khi mà có một cái phiên thị trường có thanh khoản 20.000 tỷ, nhưng mà chỉ tăng có 3 điểm, là một cái điểm trừ rất lớn của thị trường ở trong cái đoạn vừa rồi. Thì chúng ta phải lưu ý. Thì cái rủi ro thị trường Hải đã nhắc liên tục khoảng tầm một tuần nay rồi, thì anh chị nào mà chúng ta có xem, chúng ta có né được á, thì chúng ta có thể cho Hải một cái phím 2 ha, một cái phím 2 vào những phần bình luận. Còn về ngày hôm nay thì đúng, chúng ta có thể thấy rằng gì chứng khoán chúng ta có VND, SI, VCI gần như là giảm sàn hàng loạt. Ở bên phía bất động sản cũng vậy, Đất Xanh, DIG, Phát Đạt, Nam Long, những cái siêu phẩm của mọi người là gần như sàn ra hết. Và cả nhóm thép cũng vậy, Hoa Sen, Nam Kim, những cái siêu cổ cực kỳ là mạnh mẽ ở trong thời gian vừa rồi cũng giảm sàn. Thì với một phiên ngày hôm nay chúng ta phải cực kỳ lưu ý. Thì đầu tiên á, Hải muốn nói với mọi người á, là về cái điểm chúng ta sẽ cần phải lưu ý trước tất cả mọi thứ. Thì tất cả mọi thứ đều được quyết định bởi cái điểm này, là cái điểm thấp nhất của phiên bùng nổ theo đà. Tại vì sao? Với một cái phiên bùng nổ theo đà á, thì cái việc mà thị trường nó quay trở về, nó test lại cái phiên đó không phải là lần đầu tiên xảy ra. Thì cho dù thị trường nó có về 1.080 đi chăng nữa thì chưa chắc gì đã xấu. Tuy nhiên thì nếu mà thủng 1.080 là một câu chuyện khác. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua về một số điểm để chúng ta lưu ý. Và chúng ta chỉ cần nhớ rằng gì thị trường sẽ không được thủng mất cái mốc thấp nhất của phiên bùng nổ theo đà. Thì quay trở về, chúng ta sẽ có một vài phiên bùng nổ theo đà chúng ta có thể lưu ý. Hãy lấy ví dụ như là phiên này. Đây, cái phiên ngày 3 tháng 1 2023, thị trường có một phiên tăng khoảng tầm là 36 điểm với thanh khoản cũng gọi là tạm ổn so với thời gian đó. Thì với một phiên như thế, chúng ta thấy rằng gì những cái nhịp sau, mặc dù thị trường có những phiên tương đối tệ, nó rơi rất là mạnh, một cái nhịp rơi khoảng tầm 1.110 nè cho tới là gì 1.034, tức là rơi khoảng tầm 80 điểm hoặc thậm chí rằng là thấp hơn. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng gì cái mốc thấp nhất của phiên bùng nổ theo đà nó nằm ở 1.010, ở trong khi đó cái mốc điều chỉnh thấp nhất của thị trường khoảng tầm là 1.020, thì tức là gì thị trường nó vẫn đang giữ được một cái xu hướng tăng xuất hiện từ phiên bùng nổ theo đà, và sau đó kết quả chúng ta thấy rằng gì thị trường tiếp tục tăng và đạt được mốc cao nhất chúng ta đã biết là cái mốc 1.250. Tuy nhiên ngược lại chúng ta cũng sẽ có một vài những cái mốc khác, ví dụ như cái mốc này chúng ta có phiên bùng nổ theo đà xuất hiện vào ngày 25 tháng 5 2022 và sau đó thị trường tiếp tục có một cái đà tăng. Tuy nhiên thì phía sau đó chúng ta thấy rằng gì cái phiên ngày 13 tháng 6 2022 thị trường mở một cái gap down giảm 57 điểm và đã phủ nhận mất cây nến bùng nổ theo đà khi mà đóng nến thấp hơn ở tầm cái mức 1.225, và kết quả chúng ta thấy rằng thị trường hoàn toàn rơi vào downtrend ở sau đó, mặc dù thị trường đã có những cái nhịp pull lại và vượt lên trên cây nến bùng nổ theo đà, nhưng chúng ta thấy rằng gì trong những cái phiên này chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ một phiên bùng nổ theo đà nào cả, vậy cho nên chúng ta vẫn sẽ tính từ cây nến này. Và kết quả đạt được là gì? Thị trường rơi vào downtrend từ vùng giá 1.230, 1.290 và rơi về thấp nhất là khoảng tầm 880.
là kết quả của cái việc khi mà chúng ta fail mất cái phiên bùng nổ theo đà. Một vài tín hiệu khác là chúng ta sẽ có thể lấy rất là nhiều phiên, ví dụ ở phiên này. Đây, phiên ngày 1 tháng 4 2021 cũng có thể nói rằng là một phiên bùng nổ theo đà khi mà thị trường chính thức vượt qua cái mốc 1.200 lịch sử. Lúc đó chúng ta chưa vượt nha. Thị trường chính thức vượt qua mốc 1.200 lịch sử vào phiên ngày 1 tháng 4 2021, và sau đó chúng ta cũng tiếp tục có một nhịp quay về test vào phiên ngày 27 tháng 4 2021, và kết quả là thị trường không hề đánh thủng mất cái mốc thấp nhất của phiên bùng nổ theo đà, và chúng ta thấy rằng gì, thị trường tiếp tục có những cái nhịp tăng lên lên trên vùng giá khoảng tầm là 1.500. Một số phiên khác thì mọi người, một số phiên khác đi, chúng ta sẽ có thể lấy rất là nhiều phiên. Ví dụ ở cái phiên này, phiên khoảng tầm là ngày 5 tháng 8, thật ra phiên này cũng chưa có quá đạt. Chúng ta sẽ có thể lấy đây, cái phiên này thật ra là những cái phiên như là phiên ngày 3 tháng 8 á, hoặc là những cái phiên như là ngày 4 tháng 8 á, là những cái phiên mà chúng ta sẽ có thể nói rằng là bùng nổ theo đà, tại vì nó hình thành một cái mẫu hình. Đây là một cái mẫu hình mà khi mà chúng ta có một cái gap down và một cái gap up thì chúng ta sẽ gọi là mẫu hình hòn đảo đảo chiều. Thì với cái phiên này, hoặc là chúng ta có thể dùng cái phiên này nè, cái phiên ngày 6 tháng 4 á, đây cũng là một cái mẫu hình hòn đảo đảo chiều. Thì với cái phiên ngày 6 tháng 4 2020, chúng ta thấy rằng gì, những cái nhịp test phía sau như là cái nhịp này, hoặc thậm chí rằng là nhịp này, thì không có bất kỳ nhịp nào đánh thủng mất cái mốc thấp nhất của phiên bùng nổ theo đà, và kết quả là chúng ta luôn luôn duy trì được cái đà tăng, có đúng không ạ? Thì đây chính là một số phiên. Hoặc tiếp tục là phiên này, cái phiên ngày 3 tháng 2 cũng là một phiên thị trường hình thành một cái nhịp hòn đảo đảo chiều, một cái gap down và một cái gap up. Thì phiên ngày 3 tháng 2 2021, chúng ta thấy rằng gì, thị trường vẫn có một cái nhịp quay trở về và test lại cái vùng giá thấp nhất của phiên bùng nổ theo đà. Tuy nhiên cái nhịp này chúng ta thấy rằng gì, thị trường quay trở về và lắp ghép, sau đó rút chân và đóng nến vẫn nằm ở ngang ngang với cái điểm thấp nhất của phiên bùng nổ theo đà, và phiên sau thị trường tiếp tục phục hồi, cho nên cái nhịp này chúng ta có thể nói rằng là không hề đánh mất cái mốc thấp nhất của phiên bùng nổ theo đà, và kết quả là cái nhịp này đã test thành công và thị trường tiếp tục có một cái đà tăng. Thì đây chính là một số những cái ví dụ. Vậy cho nên nếu như thị trường bắt đầu xuất hiện, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta có phiên bùng nổ theo đà vào phiên ngày 8 tháng 11 2023, thì dĩ nhiên nếu như thị trường đánh mất cái mốc 1.080, chúng ta sẽ chính thức bước vào một cái nhịp cực kỳ là tệ ở trong thời gian tới, mà chúng ta sẽ cần phải bán sạch cổ phiếu, mọi người ha, bán sạch cổ phiếu. Dĩ nhiên với phiên ngày hôm nay á, thì thật ra anh chị nào mà chúng ta đã bán rồi á, thì theo Hải là cũng là một cái nhịp rất là tốt. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần phải chú ý về hai kịch bản mà Hải sắp nói tới đây. Kịch bản số 1 là thị trường giảm tiếp rồi rút chân và nó có tín hiệu bỏ. Thì nói đi nói lại, hiện tại thị trường vẫn chưa đánh mất cái mốc của phiên bùng nổ theo đà là cái mốc 1.080. Vậy cho nên nếu như ngày mai thị trường tiếp tục giảm, thậm chí rằng giảm về vùng giá 1.060 luôn, nhưng mà thị trường mà có một cái nến rút chân lên, ví dụ như cây nến này, cây nến ngày 22 tháng 8 thị trường rút chân lên rất là tốt, thì nó sẽ mang tính rũ bỏ và khả năng cao thị trường nó sẽ có một cái nhịp nó hồi lại cực mạnh, giống như là cái nhịp này luôn, nó hồi lại rất là mạnh luôn, nó hồi khoảng tầm vài chục điểm luôn, là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Và theo Hải là một cái nhịp mà nó sẽ hồi rất là mạnh nếu như mà nó có một cái nhịp rút chân mà nó mang tính rũ bỏ. Thì đó là một cái kịch bản. Tuy nhiên thì theo Hải cái kịch bản này nó sẽ hơi khó xảy ra, tại vì với một cái phiên mà thị trường bán một cách dứt khoát như thế, hoặc thậm chí rằng là trong những phiên trước á, thì thật ra chúng ta đã nhìn thấy những cái rủi ro rồi. Bằng chứng là Hải đã làm video về rủi ro cách đây khoảng tầm 1 tuần rồi, thì Hải có nhắc liên tục về những cái rủi ro. Cho nên á, là cái việc mà thị trường có phân phối là một cái chuyện mà hoàn toàn là nó đã xảy ra. Cho nên là cái kịch bản mà tích cực á, theo Hải nó sẽ đang trong một cái tỷ lệ hơi thấp, khoảng tầm là 20 cho tới 30% thôi. Kịch bản số 2 á, là kịch bản Hải đánh giá cao hơn, là kịch bản thị trường nó sẽ khá là tệ, là kịch bản thị trường nó sẽ có nhịp pull lên nhưng mà thanh khoản nó sẽ thấp. Thì cái nhịp này chúng ta sẽ lưu ý rằng là thị trường nó sẽ đi ngang. Hãy lấy ví dụ như là cái nhịp này, chúng ta có thể ví dụ thôi nha, ví dụ thôi là cái phiên những cái nhịp giảm này thị trường giảm rất mạnh đúng không ạ, nhưng mà sao ạ, thị trường nó cứ đi ngang, nó bắt đầu có một cái nhịp chỉnh lại cái đà giảm, nó không giảm nữa nhưng mà nó không có tăng lên lại, nó cứ đi ngang hoài thôi, nó không có một cái nhịp tăng lên đủ mạnh mẽ thì thị trường sẽ rơi tiếp. Hoặc là chúng ta ví dụ là cái nhịp này nè, đây những cái nhịp này là rất rất rõ ràng, khi mà chúng ta bắt đầu xuất hiện một cái nhịp tạo đỉnh vào ngày 1 tháng 2 thì sau đó thị trường không có rơi nữa. Đây chúng ta thấy rằng gì, cái phiên ngày 1 tháng 2 thị trường rơi tới 35 điểm. Nhưng mà phiên ngày 2 tháng 2, 3 tháng 2 thì thị trường không rơi nữa và hoàn toàn đi ngang. Và thậm chí rằng phiên ngày 6 tháng 2 thị trường còn tăng điểm nữa.
Nhưng mà sao ạ? Cái phiên tăng điểm này á, nó không có đạt cái yêu cầu về thanh khoản, cho nên kết quả là thị trường tiếp tục rơi. Tương tự, cái vùng này, cái phiên ngày sau tháng 2 là một cái phiên thị trường giảm rất mạnh. Thì sang đến những phiên sau, chúng ta thấy rằng thị trường nó không có tăng lên lại, ha, mà nó chỉ có một cái nhịp là gì, cái phiên ngày 8 tháng 2 á, nó cố gắng nó tăng lên lại thôi, nhưng mà nó bị bán về. Thì chứng tỏ rằng là gì, cung vẫn đang rất lớn, nó cung vẫn đang rất lớn, và sau khoảng tầm là 6 7 phiên đi ngang thì thị trường cho thấy rằng là gì, nó không có bất kỳ phiên nào mang yếu tố rũ bỏ để có thể kéo lên tiếp, mà nó cho thấy rằng là gì, cầu phía trên thì cứ bán hoài, mà cung phía trên thì cứ bán hoài, mà cầu ở phía dưới thì nó quá yếu, thì bắt buộc nó phải thoái lui về những vùng giá thấp hơn. Tiếp tục nè, những cái vùng khác, chúng ta có rất nhiều vùng mọi người, rất nhiều vùng thị trường nó đã phản ứng như thế. Đây, cái vùng này, cái vùng khoảng tầm là 1.280 thì chúng ta cũng xuất hiện một cái phiên ngày 7 tháng 9 2022 giảm rất mạnh, khoảng tầm là 34 điểm. Tuy nhiên thì sau phiên giảm đó, chúng ta thấy rằng gì, thị trường không giảm tiếp quá nhiều. Cái phiên ngày 8 tháng 9 thị trường thì giảm tiếp có 8 điểm thôi, rất là ít. Nhưng mà sang đến phiên ngày 9 tháng 9 á, thì nó hồi lại rồi nha. Thì nhìn chung á, là chúng ta thấy rằng cái nhịp này là một cái nhịp thị trường giảm rất mạnh, và sau đó chúng ta có những cái nhịp thị trường chỉnh lại cái đà giảm nha. Nhưng mà sao ạ, nó chỉ chỉnh thôi, nó không mang yếu tố rũ bỏ nè, nó cũng không có cầu vào, nó không có bật lên quá mạnh, nó không có phủ định lại được cái cây nến giảm ngày ngày 7 tháng 9. Cho nên là sau một thời gian gọi là đi ngang thì bắt đầu tạo lập, họ thấy rằng là cái vùng này cầu á, thì nó chỉ gọi là nó mon men, nó bắt đáy thôi, chứ còn nó không có ăn lên giá cao. Còn cung thì lên giá cao nó cứ bán mãi, cho nên là gì, nó phải thoái lui về, và tiếp tục thoái lui về xong ngày 19 tháng 9 thị trường lại tiếp tục đi ngang, đúng không ạ, giảm rất mạnh nè. Ngày 19 tháng 9 thị trường giảm gần 30 điểm, nhưng mà sang đến cái ngày 20 tháng 9 á, thị trường lại hồi rồi. Nhưng mà sao ạ, sau phiên hồi xong nó lại bị bán tiếp, nó lại có 4 phiên đi ngang tiếp, và sau 4 phiên đi ngang tạo lập lại thấy rằng là cầu không đủ, cung á, thì cứ bán hoài, cho nên lại rơi tiếp. Thì đây chính là vấn đề. Cho nên thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải lưu ý ở trong những phiên tới là cái mốc 1080, nếu như cái mốc 1080 bị vi phạm thị trường chắc chắn sẽ rất tệ nha, thị trường sẽ rất tệ. Còn ngược lại, nếu mà cái mốc 1080 nó không bị vi phạm thì chúng ta phải lưu ý vào kịch bản 2. Nếu như nó cứ đi ngang mãi, nó đi ngang khoảng tầm là 4 tới 5 phiên mà nó không có tăng lên á, hoặc là gì nó tăng lên mà vốn quá bé, nó tăng lên mà vốn nó khoảng tầm là 10 tới 13 nghìn tỷ á, thì sẽ không đạt. Thì khi đó thị trường nó sẽ tiếp tục phải có thêm một nhịp giảm nữa. Thì cho dù là kịch bản nào thì theo Hải là cái việc chúng ta bán cổ phiếu nó vẫn là một cái điều tốt hơn. Cho dù là kịch bản 1 đi chăng nữa thì chúng ta sẽ cần phải có một nhịp rũ bỏ. Thì với một nhịp rũ bỏ khoảng tầm 20 tới 30 điểm, chắc chắn rằng cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm sàn. Cho nên anh chị bán sớm, anh chị mà bán sớm chúng ta vẫn sẽ có thể có được một vị thế tốt hơn khi mà chúng ta bán xong, chúng ta lại mua lại. Thì đây chính là cái khuyến nghị của Hải cho video ngày hôm nay. Còn về cổ phiếu thì thật ra hôm nay chúng ta nhìn cổ nào cũng vậy mọi người ha, chứng khoán nè, thép nè, bất động sản nè, khu công nghiệp nè, đầu tư công nè, rồi dầu khí thì bình thường, điện thì cũng khá là bình thường, một số cổ phiếu khác. Nói chung là nhìn chung là theo bạn thấy rằng là chúng ta không thể nhìn cổ phiếu được, tại vì nó giảm sàn hết mà, và đa phần là các cổ phiếu ví dụ là Phát Đạt nè, chúng ta thấy rằng là gì, trước ATC á, Phát Đạt vẫn còn ở 27.65, tức là ở khoảng tầm giá này nè, tút ở trên này nè, là còn chưa lấp gáp nữa, nhưng mà ATC xong thì sàn luôn. Thì với một cái nhịp mà như thế á, thì hoàn toàn là gọi là chúng ta sẽ không có trở tay kịp, cho nên chúng ta sẽ phải hành động ở trong phiên ngày mai. Cho nên là chúng ta sẽ lưu ý về cái kịch bản, nếu như mà thị trường nó cứ lình xình ở vùng này á, thì theo Hải là chúng ta nên bán nha, theo Hải là chúng ta nên bán. Còn nếu mà thị trường nó có một cái nhịp giảm thật là mạnh và sau đó rút chân, và đặc biệt là phải giữ được mốc thấp nhất của phiên bùng thứ đà là 1080, thì lúc đó thị trường mới tích cực nha. Thì nói chung là chúng ta vẫn sẽ nên bán cổ phiếu và giữ một cái tỷ trọng cổ phiếu thật là thấp ở cái đoạn này, và chúng ta cầm tiền để chúng ta chờ những cái đoạn sau, khi mà nó đã bắt đầu xuất hiện điểm cân bằng rồi á, thì chúng ta sẽ nhảy vào, chúng ta mua sau. Thì đó là cái khuyến nghị của Hải ở trong video ngày hôm nay. Rồi, thì xin giới thiệu một tí, video sẽ ra vào lúc 8 giờ 10 mỗi tối. Hy vọng là chúng ta sẽ đón xem ở dưới dạng công chiếu, và chúng ta xem thấy hay, thấy hữu ích, chúng ta có thể cho Hải một cái phím một ở phía bên dưới phần bình luận. Và chúng ta cần thêm hỗ trợ, chúng ta có thể tham gia vào cái room Zalo mà Hải có ghi ở bên dưới mô tả mỗi video, thì Hải sẽ liên tục tư vấn và sẽ khuyến nghị ở trong này.